quý vị, ngày 15 tháng 4, trước thông tin hàng loạt cơ sở làm đẹp trái phép ngang nhiên hoạt động, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không phải tất cả các cơ sở cung ứng các dịch vụ làm đẹp đều thuộc sự quản lý của ngành y tế. Theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các bệnh viện thẩm mỹ, có thể chia các cơ sở cung ứng các dịch vụ làm đẹp thành 3 nhóm khác nhau, trong đó có nhóm hoàn toàn không phụ thuộc vào sự quản lý và cấp phép của ngành y tế. Trong đó, nhóm 1 bao gồm các cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, đây là những cơ sở chăm sóc da cơ sở cắt tóc gội đầu làm móng hoàn toàn không sử dụng thuốc gây tê dưới bất cứ dạng gì không cần điều kiện quy định về y tế do đó chỉ cần giấy phép kinh doanh do ủy ban nhân dân quận huyện cấp hoặc do sở kế hoạch và đầu tư cấp không cần sở y tế cấp giấy phép hoạt động Nhóm 2 là các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thực hiện phun, xăm, thiêu trên da, không sử dụng thuốc cây tê, dạng tim. Những cơ sở này không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, chỉ cần giấy phép kinh doanh do Ủy ban Nhân dân quận, huyện cấp hoặc do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Tuy nhiên, người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề, phun, xăm, thiêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. Sở y tế đề nghị các phòng y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận huyện triển khai các giải pháp quyết liệt hơn trong quản lý hành nghề và dạy nghề trái phép trên địa bàn và phối hợp chặt chẽ với thanh tra Sở y tế và thanh tra các sở khác có liên quan bên cạnh đó ngành y tế mong muốn người dân tiếp tục cung cấp các thông tin phản ánh liên quan đến các cơ sở hành nghề và quảng cáo trái phép qua kênh thông tin y tế trực tuyến để có cơ sở xử lý hoặc phối hợp xử lý theo quy định